Phần chia sẻ vừa rồi của chị Hiếu có rất là nhiều điều bổ ích cho các bạn không ạ? Nếu thế thì hãy dành một tràng pháo tay to hơn nữa cho chị Hiếu được không ạ? Và cũng rất là may mắn khi các bạn khi được các thầy cô của trường Thăng Long quan tâm và cho các bạn những kiến thức bổ ích này để cùng một tràng pháo tay nữa cho các thầy cô của trường Đại học Thăng Long đây ạ. Và một tràng pháo tay còn đã hơn nữa cho chính bạn của các bạn, những người đã may mắn có buổi hay có buổi các bạn trong buổi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, các bạn là sinh viên của ngành kế toán đúng không ạ? Đúng không ạ? Và ở đây các bạn chọn ngành kế toán thì các bạn không nghe chị Hiếu nói là chị đang là một doanh nhân, các chị đang là một kinh doanh, thì các bạn có thể đặt ra câu hỏi cho mình là như vậy học kế toán ra thì bạn có thể phát triển nghề nghiệp của mình trong những phương gì không ạ? Có bạn nào đang có đang tăng điều đấy không? Có các bạn nào nhỉ? Có ạ, em có bạn đi. Chúng ta giao lưu một chút nhé để thay đổi không khí cùng nhau một tí. Rồi, cô bé, vì sao em chọn ngành kế toán là ngành học và định hướng của em sau này học xong một trường đại học như thế nào? Thưa chị, thì em chọn ngành kế toán là ngành học, tức là khi nhập ngành thì cũng rất là thân tâm với ngành kế toán là ngành học, nhưng mà em chọn kế toán cũng là vì một số cái em chọn thêm nữa. Cái định hướng nghề nghiệp của em thì trước mắt thì em cũng muốn là định hướng tốt nghiệp và cảm ơn em, em tên là gì ạ? Chào tất cả các cô anh em. Vỗ tay càng nhiều thì chúng ta đang có chủ đề sức khỏe, em biết không? Vì sao làm bàn tay của chúng ta nó là đại diện của các bộ phận trên cơ thể mình. Cần chúng ta đặt ấm lòng bàn tay của mình lên thì cái cơ thể mình sẽ có sự khỏe mạnh hơn. Đây là rất tốt, rất nhiệt tình mà. Cô chào các bạn đây ạ. Ra trường học hoặc là làm về ngành kế toán hôm nay. Rồi ạ, có bạn nào thì theo em thì có câu hỏi đặt ra là khi học kế toán ra trường các anh có thể làm việc trong những lĩnh vực gì? Xin mời bạn nữ áo trắng đây. Dạ, chào mọi người. Em chị, khi mà bọn em học ngành kế toán thì ra trường có rất nhiều vị trí có thể làm được. Ví dụ như bạn nào có thể thiên về tài chính, các bạn có thể làm bên tín dụng ấy. Về ngoài chuyên ngành kế toán ra thì bạn có thể thi lên một số các chứng chỉ khác, để ví dụ chứng chỉ kế toán trưởng để có thể được làm kế toán trưởng. Thứ hai nữa là bạn có thể làm bên ngân hàng cũng được, làm bên phòng thẩm định của ngân hàng cũng khá là ổn, bởi vì chúng em cũng trang bị rất nhiều về kiến thức về tài chính. Có rất nhiều bạn có thể có những cái kỹ năng mềm, bên kế toán bọn em có rất nhiều, cũng được trang bị rất nhiều kỹ năng mềm, bọn em có thể làm phòng sale cũng được, phòng kinh doanh. Nói chung là em thấy cái việc là học kế toán này nó rất là có năng động, rất là linh động trong cái việc những cái vị trí, ứng cử những vị trí công nghiệp. Ok, cảm ơn chị, và nhờ chị chúng ta sẽ có một tràng pháo tay để thêm sức khỏe của mình ạ. Đúng như là như Phương, như chị đã nói, khi mà các em lựa chọn ngành kế toán thì có thể lúc đầu là các em cũng là gia đình, có một gia đình. Và khi mà các em học vừa rồi thì cũng chưa có thể quyết định hình tư được là mình học gì. Và thông thường là suy nghĩ của mình sẽ hướng đến tiếp học cái ngành mà mình mở ra trường để làm những lĩnh vực mà mình đã học như là kế toán, đúng không ạ? Các em có được tiếp cận được phần mềm Visa em và em của công ty Visa chưa? Em biết đấy là phần mềm đúng không ạ? Đấy là phần mềm về kế toán. Và phần mềm đến sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết các cái khó khăn trong việc kế toán, có nghĩa là như là người làm kế toán họ nhàn hơn rất nhiều so với ngày xưa. Trước đây để làm một cái bản báo cáo tài chính chẳng hạn thì ông kế toán khóc vào một hôi hổ lên mà làm theo khoảng một tuần, có khi là một tháng, sau đó báo cáo lên cho ông giám đốc, thì giám đốc xem một mớ giấy tờ như thế này và họ cũng rất là hoảng hốt, không biết là cái báo cáo của mình đúng hay sai và làm rất nhiều. Thế thì bây giờ khi mà ứng dụng công nghệ thông tin vào thì các doanh nghiệp họ quản trị trên cái gì ạ? Trên những nền tảng, trên những sản phẩm về công nghệ, và từ đó thì là họ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công sức và tăng năng suất của người lao động của mình. Vì thế là những người làm về kế toán thì họ băn khoăn là thế thì ra trường em học kế toán thì em lại thất nghiệp, sợ không ạ? Nếu mà em nào là xem chị thì hôm nay chị chưa chuẩn bị sang cái tư liệu ở đây, thế cho em thấy rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp trong khi ra trường đang nhiều vô số, và các em biết là nhiều nhất là cấp nào ạ? Cấp bậc đại học. Còn các bạn trung cấp ấy, thì các bạn ra trường thì các bạn lại có nghề ngay, vì là các bạn được rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng rất là nhiều. Thế nên làm như thế, nói như thế thì em biết rằng là có nghĩa bây giờ mình phải học hành, mình phải nghiêm túc hơn, mình phải tập trung hơn, mình phải đặt mục tiêu hơn như chị Hiếu đã nói.
nhưng mà không có nghĩa là đóng lại cái hy vọng của bạn vì ra trường cái cơ hội nghề nghiệp trong cái thời buổi công nghệ thông tin rất là nhiều. Như học kế toán cho em ra như bạn là Chi mà đã nói ấy, không chỉ là kế toán mà em có thể làm rất là nhiều công việc mà sử dụng kiến thức chuyên môn về kế toán, ví dụ như là nghề sale đúng không ạ, ví dụ như là visa. Hiện nay visa đang sử dụng rất nhiều cái kế toán mà liên quan đến cái công việc và cái chuyên môn của bạn học, đó là công việc về nhân viên kinh doanh về phần mềm kế toán chẳng hạn như thế. Các bạn biết tại sao thì lại chọn các bạn học kế toán để làm nhân viên kinh doanh về phần mềm kế toán không? Theo các bạn thì để có thể nói chuyện được với khách hàng thì mình cần phải hiểu gì về họ? Mình cần phải hiểu về những khó khăn mà họ đang gặp phải, đúng không? Mình cần phải hiểu về các doanh nghiệp họ đang quản lý công tác về tài chính kế toán như thế nào. Thì như là phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất ấy, là cái phần mềm bên trung tâm của chị Hiếu và chị Hà và giám đốc trung tâm này đang sử dụng. Thì những bạn mà học về tài chính kế toán, những các bạn mà học về khối ngành kinh tế là những sự ưu tiên hàng đầu chúng tôi lựa chọn các bạn. Thì các bạn đã có kiến thức chuyên môn cơ bản về kế toán để bạn có thể hiểu được rằng cơ cấu bộ máy tổ chức của một doanh nghiệp về kế toán là như thế nào. Các bạn có thể hiểu được rằng cái khó khăn của người làm kế toán thường gặp phải là như thế nào. Các bạn hiện có thể hiểu được rằng ông chủ doanh nghiệp ông quan tâm đến những vấn đề gì. Chính là phần kế toán chính là cái tư sống của doanh nghiệp đấy đúng không ạ? Và vì thế là các bạn là những người đã có được cái thế mạnh lợi thế hơn so với các vị trí, các cái ngành học khác để các bạn có thể hiểu được là khách hàng của mình cần cái gì. Và như thế cái sự thuyết phục của bạn cho khách hàng sẽ lớn hơn rất là nhiều, sẽ mạnh mẽ và thuyết phục hơn rất là nhiều so với các lĩnh vực khác. Và hiện nay thì Visa đã sử dụng rất là nhiều các vị trí nhân viên kinh doanh mà có lựa chọn cho các bạn là một khối ngành về kinh tế, đặc biệt là khối ngành về tài chính, khối ngành về kế toán như các bạn ở đây. Và như chị Hiếu đã nói, một môi trường mà ở đó cho các bạn sự tự tin, cho các bạn sự năng động cũng như cho các bạn cái cơ hội để bạn phát triển là chính mình. Và hơn thế nữa thì đó có phần còn lại sẽ phục hồi rất là nhiều ở những bạn ở đây khi bạn có cái cơ hội được chia sẻ và truyền động lực và cũng như là được có một cái hướng định hướng về suy nghĩ tích cực. Và trong một cái môi trường mà ở đây các doanh nghiệp họ sẵn sàng đến để chia sẻ, sẵn sàng đến để đưa các bạn các cơ hội được làm thì phần còn lại chính là các bạn đấy. Những cái câu cuối cùng mà chị Hiếu đưa lên hành trình sẽ bắt đầu bằng một bước chân, thì cái bước chân đấy chính là bước chân của các bạn lựa chọn là bước chân trên con đường công việc nào. Công việc mang tên Visa hay là công việc mang tên là thiên đường Minh Minh đó, đúng không? Đó chính là do sự lựa chọn của các bạn. Nhưng hãy hiểu cái môi trường mà bạn định bước chân lên nó là như thế nào. Cũng giống như là các bạn đang có muốn cán một chàng trai cán một cô gái đúng không? Các bạn có thể hiểu rằng là chàng trai cô gái đấy thích về cái gì. Và khi mà bạn rất nhiều tài năng cho mình thì hãy chỉ phô diễn điều mà cô ấy thích hoặc là chàng trai đó thích. Giả sử như là cái cô gái của bạn rất là thích xem, rất là thích âm nhạc nhưng mà không có bóng đá, thế mà chàng trai thì lại có tài năng và nhiều thứ trong đó có bóng đá và mời cô ra sân bóng, thì liệu chàng trai đấy có thắng được không ạ? Không thể thắng được đúng không ạ? Không thể nào có tầm mắt xanh của cô ấy được. Vì thế khi mà các bạn muốn có một cái cơ hội tốt cho mình, các bạn phải tìm hiểu về những cái điều mà bạn sẽ bước chân lên đó là gì, về môi trường, về công việc, về những thứ bạn sẽ có được ở đó và bản thân bạn có những gì. Khi mà chị Hiếu có chia sẻ về kỹ năng phỏng vấn cho các bạn ấy, thì chị cũng có bổ sung thêm một số ý để các bạn có thể có một buổi phỏng vấn thành công hơn nữa. Dạ, đầu tiên ạ, thì về trang phục của các bạn là sinh viên khi ra trường thì các bạn cũng có rất là nhiều cái trang phục cũng như nhiều cái kiểu đó rất là bắt mắt và nhìn các bạn thì rất là cũng rất là hiếu kỳ khi được gặp các bạn. Thế nhưng mà khi các bạn mang những bộ trang phục không phù hợp với những bộ đó các đến trong không thấy tôi bộ đồ nó không phù hợp thì trong 3 giây đầu tiên có nghĩa là bạn rất ngại rồi. Khi mà đến phỏng vấn á thì trên người bạn số màu trên người bạn không nên quá 3 màu, hay như vậy không nên vượt quá số lượng màu sắc là 3 màu trên trang phục các bạn khi đi phỏng vấn. Và chúng ta nếu các bạn nam các bạn mà còn cần âu ấy thì các bạn nên là dạng nên sơ mi và có cái gì các bạn biết không? Có thắt lưng ạ. Và màu mà đi phỏng vấn phổ biến các bạn nên là màu trắng và màu đen đấy. Chúng ta sẽ không phải đầu tư quá nhiều tiền cho một bộ trang phục sang trọng đắt tiền mà chúng ta hãy chỉ cần bộ trang phục phù hợp đấy, sơ mi trắng, quần âu hoặc là váy cơ sở như chị đang mặc ở đây chẳng hạn, và một đôi dép nó cũng học trong màu là sao số màu không được quá 3 màu. Các bạn đi một đôi dép quá lẻ nhẹ thì là chúng ta cũng có một cái phần nào đấy mất điểm so với nhà tuyển dụng ạ. Tiếp theo đó là khi mà
vào mùa đông thì các bạn hay phải mặc cái gì ạ? Hay phải mặc áo khoác đúng không? Thế khi lên phỏng vấn thì theo các bạn thì nên làm gì? Có nên mặc chiếc áo khoác đấy không? Có thể mặc chiếc áo rất lạnh nhưng mà vào trong phòng phỏng vấn thì nhiệt độ chúng ta tức thân nhiệt chúng ta đã tăng lên rồi chứ chưa nói đến là cái phòng đấy nó lạnh hay nóng. Đấy thì khi mà vào đấy thì các bạn hãy cởi bỏ tốt là cởi bỏ chiếc áo khoác và để trong cốp xe của mình hoặc là để vào nhà bắt lên cái tay ghế như thế này. Đấy, và chúng ta bỏ cái áo khoác ra ở trong đây chúng ta mặc bộ trang phục rất phù hợp. Rồi ạ, thế bây giờ đến trước mặt nhà phỏng vấn rồi và tất nhiên là phải gõ cửa rồi, văn hóa quy sự chung đúng không? Thế khi bước vào thì bạn sẽ bước như thế nào? Em thì của em đây. Đây là dạ thầy, đây là nhà tuyển dụng của các em nhé. Đó, thầy đang ngồi đây và đang theo dõi bước chân của ứng viên đi vào. Vâng, cô bé em sẽ bước vào như thế nào? Thưa thầy, thầy là nhà tuyển dụng, nhìn thấy bạn em bước đi vào như thế, thầy thấy thế nào ạ? Nói chung là bước vào phải tự tin. Vâng ạ. Thì tôi thấy ở đây là chưa thấy đủ tự tin. Vâng ạ, chưa được tự tin ạ. Em có thể bước lại được không? Rồi, ok, em sẽ là gì? Nga, chào hỏi vậy, viêm Nga nè. Dạ, như thầy nói đó là cái việc các bạn bước đi hoặc là cái nhìn của bạn thôi đã thể hiện sự tự tin của bạn như thế nào rồi. Thì Nga sẽ là cần phải dạy một chút xíu nữa để có thể đạt độ tự tin của mình từ 80-90% em nhé. Thầy đang ngồi kia và chúng ta bước vào đây sẽ có một hàng ghế cho mình nè. Khi bước đi ạ, ánh mắt chúng ta hướng luôn nhìn về nhà sử dụng và em nở một nụ cười đừng tê tét quá, nhìn cười một cách ví dụ như vậy ạ. Luôn nhìn vào thầy quá, luôn nhìn vào đầu cái tươi. Thầy thấy em có đúng không ạ? Vâng ạ. Nhưng lưu ý, tất nhiên là bước chân từ cửa vào đến nhà tuyển dụng nó sẽ không dài như là chị đang đi vừa nãy. Nhưng mà chúng ta luôn thể hiện ánh nhìn sự tập trung tới nhà tuyển dụng ạ. Và nhà tuyển dụng sẽ không thể từ chối mảnh mắt mình thu hút như thế từ ứng viên đúng không thầy? Vâng ạ. Thế khi bước vào gặp nhà tuyển dụng chúng ta sẽ ngồi như thế nào? Thế ngồi như thế nào? MC đi, MC là người có những kinh nghiệm để ngồi và đứng đúng không ạ? Ngồi hết chân vào. Lưng, tay. Lưng phải thẳng và không được để tay lên bàn. Không được để tay lên bàn, vậy tay mình sẽ để đâu? Nghĩa là để khép hết lưng lại. Theo em ạ, vâng ạ, tại MC của chúng ta đã nói rất là nhiều đúng. Thứ nhất là ngồi ạ, ngồi thì rất là nhiều tư thế ngồi và ngồi thẳng các bạn nói là đúng. Nhưng mà không hẳn là thẳng. Thì ai bảo là ngồi thẳng rất là dễ ạ, tương đối là khó ạ, ngồi một lúc là mỏi, tựa nghiêng nhả nhả nghiêng. Vậy thì chúng ta chọn một tư thế nào mà nó cảm thấy thoải mái nhất, bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất, nhất nhưng có thể hướng là nên ngồi thẳng. Đấy là nên ngồi thẳng và tư thế thoải mái nhất. Cái thứ hai đó là tay của các bạn ạ, thì như em xin nói lên để phía dưới à, các bạn để tay dưới đùi của mình vì sao ạ? Vì bàn tay của mình là thứ mà nó lộ cái phần thừa hãi nhất. Khi bạn đứng tụ thì tay bạn có rất nhiều tư thế thì là sẽ phải làm gì đó đúng không ạ? Và nếu chúng ta không tự tin chúng ta nên để xuống dưới đùi của mình. Còn một tư thế khi mà đặt thể trên bàn các bạn vác cái mạng nhé, là nên tự nhiên để tay tư thế đúng như này ạ, gọi là hình ha như thế này đúng không ạ? Bạn sẽ là tư thế của người làm chủ tình huống, là người bình tĩnh và rất là tự tin trên nhà sử dụng. Khi để lên bàn thì như thế ạ. Và ngoài ra thì còn một cái cách nữa, các bạn có thể dùng một cuốn sổ, một cái bút ạ. Bạn có thể phải ghi chép rất là nhiều những câu hỏi của nhà tuyển dụng, họ có thể hỏi chậm, có thể hỏi nhanh, có thể hỏi sâu chậm. Đấy, để làm sao để công việc của cũng hết những ưu điểm cũng như là cái nhược điểm của mình. Không nếu mà không nhớ thì anh ghi lại nhanh những cái chỗ đấy để chúng ta có thể hiện sự nghiêm túc của chúng ta khi đi phỏng vấn. Và chúng ta cũng check cái trường hợp mà tay chúng ta bị thừa thãi đúng không ạ? Có thể ghi chép lại đấy. Thì đấy cái cách nữa cho các bạn khi mà chúng ta đến gặp nhà tuyển dụng. Rồi ạ, cảm ơn em. Một cái chia sẻ cũng rất là thú vị của các bạn. Khi bắt tay thì chỉ đơn giản là một chút thôi. Nếu chúng ta cầu kỳ hơn là học bắt tay thì rất là nhiều kiểu bắt tay, có những 12 tư thế bắt tay, 15 tư thế bắt tay, rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi nhà tuyển dụng hoặc là khi bạn gặp thì có một số cái, một hai cái lưu ý các bạn cần lưu ý. Thứ nhất là các bạn nam giới ạ, các bạn khi muốn bắt tay phụ nữ thì các bạn
cần được sự đồng ý của người ta, gọi là để gọi là thể hiện em có thể bảo các chị không hoặc là như thế nào đấy, khi mình đang được sự đồng ý thì gọi là cái thứ hai là thời gian bắt phải chỉ nên trong vòng 5 giây ạ. Và trong khi đó thì tay bạn nên là một tay khô ráo sạch sẽ, đúng không? Chúng ta có thể rất là vui khi đi phỏng vấn và chúng ta cần điều mồ hôi thì chúng ta không cần phải là bắt tay như là cái sự chỉ một cái cú chào, một sự cảm ơn cũng thể hiện sự thực sự rồi, đúng không? Và chúng ta phải biết rằng là để mà đang nhấp nhấp mồ hôi như thế này bắt tay các chị thì bạn hỏi là em run nó sợ lắm phải không? Thế là thể hiện chúng ta đang là chưa bình tĩnh, chưa tự tin cho cái việc đấy. Thế là, và đấy là những cái một số mà lưu ý thêm là cho các bạn để các bạn có khi mình phỏng vấn thành công thôi. Và tại sao mà chúng ta sẽ không áp dụng những kinh năng đấy? Chị một câu duy nhất hơn, ok. Và tại sao chúng ta không áp dụng những kỹ năng phỏng vấn đấy khi phỏng vấn vị trí nhân viên kinh doanh tại Visa, đúng không ạ? Và Visa hiện nay đang sử dụng rất nhiều các bạn có thể Visa hoặc là có những thông tin sử dụng trên web của Sở Đại Thăng Long. Thì một lần nữa đại diện cho Visa rất là cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cho Visa đến giao lưu với các sinh viên. Và một lần nữa thì rất là mong chờ cơ hội để trở thành đồng nghiệp của các em tại Visa trong tương lai. Cảm ơn các em rất nhiều. Cho nhà tuyển dụng đấy là các bạn là những người tự tin và có năng lực, rất mong là các bạn sẽ tìm những công việc rất là phù hợp.